lúc này họ đi quả là thần thức vô chủ thông thường chúng ta gọi là linh hồn rời khỏi thân thể này rời khỏi thói quen sinh hoạt bình thường của mình đột nhiên đến một nơi hoàn cảnh rất xa lạ lúc này như thế nào nghiệp thiện ác tạo trong một đời Nghiệp tập chủng tử đều hiến tiền Đến đâu đầu thai? Đức Phật dạy Nghiệp tập chủng tử cường giả tiên thiên Sức mạnh của chủng tử nào mạnh Nó sẽ dẫn họ đến đường đó Đây gọi là dẫn nghiệp dẫn dắt họ đầu thai vào một đường trong lục đạo như vậy chúng ta thử nghĩ xem chúng ta nghiệp lực thiện mạnh hay nghiệp lực ác mạnh chúng ta sẽ biết mình đi vào đường nào Đa phần tự mình có thể rõ ràng Tập khí tham rất nặng Ta Tà tham tài hay là tham sắc Hay là tham danh Tham lợi dưỡng Ta đến cõi nào Đại khai đều tương đương Tham tâm là quỷ đạo tâm sân hận là đường ngã quỷ ngô si tức ở đây gọi là điên đảo không chú ý ngô si đa phần ở trong đường xúc săn niệm niệm nhân nghĩa đạo đức cổ nhân gọi là luân thường đạo đức niệm niệm nghĩ đến điều này là đi đến cõi người mỗi niệm là thập thiện lợi tha không phải tự lợi Đi lên quái trời Chúng ta tự nghĩ xem Ý niệm nào của mình mạnh Đều quân tập trong cuộc sống hàng ngày Mà chúng ta không hề hay biết Tự mình có thể biết Mọi lúc mọi nơi ta nghĩ những gì Quy kế đến sau cùng Bất luận ý niệm nào đều không bằng ý niệm về Phật a di Đà. Nếu thật sự rõ ràng, minh bạch Ta mới buông bỏ dạng duyên Nhất hương chuyên niệm vì sao vậy vì một niệm sau cùng khi lâm chung chỉ có niệm này niệm niệm tương ưng với phật a di đà đây là chánh niệm là chánh nghiệp của người niệm phật nghiệp nghĩa là tạo tác Những việc lợi ích chúng sanh khác Vấn đề chánh pháp cựu trụ Đều đặt ở vị trí thứ hai, thứ ba Việc niệm Phật đặt lên hàng đầu Đến thế giới Tây Phương cực lạc thành Phật Vấn đề lợi ích chúng sanh hay chánh pháp cựu trụ Mới làm được một cách viên mãn